Tôi tên là Hoàng Bảo. Tôi cũng sản xuất cây na cũng vào 30 năm rồi. Tôi thấy cái khó khăn nhất là khi thu hoạch xong sang đầu tháng 12 ra tháng giêng bắt đầu cứ cắt cành để dọn vườn là sau là có một số cây là nó tự nó hỏng rễ mà nó không lên được lộc nữa, là chết dần. Còn một số cây lên thì nó bén cái lá vàng và là lại rụng luôn, trong khi đó là cũng chưa tác động gì vào nhiều về cái bộ rễ của nó, chỉ mỗi cắt cành thôi. Vâng. Và cái đấy là cái tôi thấy là hầu như là năm nào cũng tôi có tầm khoảng 2 mẫu na, nhưng mà lúc nào năm nào cũng mất khoảng cỡ tầm 4 đến 50 cây trên một năm. Tất cả những cái vườn mà trồng ở đất ao bồi đắp, tất cả những cái vườn mà có tỷ lệ cát nhiều thì hay nhiễm cái bệnh này. Vườn nào dùng hóa học nhiều cũng hay nhiễm cái bệnh này. Được chưa? Khi bệnh này phát sinh trong điều kiện môi trường tạo ra. Đấy. Môi trường tạo ra. Cây yếu, cây suy nhược thì nó sẽ dẫn đến cái bệnh này. Được chưa? Đấy. Cách kiểm soát độ pH không tốt cũng dẫn đến cái bệnh này. Bây giờ giải pháp là thế nào thì suốt nãy giờ chúng tôi đã chia sẻ các bác. Một là phải thoát nước tốt. Hai nữa là đưa hướng hữu cơ vào. Phải không ạ? Đấy. Ba nữa là mình đưa các cái dòng phân bón cao cấp hơn để bổ sung cho nó. Đấy. Đặc biệt là vụ nào mà bị thì cây cái vụ đấy dừng lại, không cho ăn quả nữa, nuôi bộ lọc thôi, chăm lọc thôi, ra quả nào vặt quả đấy đi. Nó đã ung thư rồi lại bắt nó nuôi quả, chán thật. Đó ạ, khắc phục nó đã. Đấy. Thoát nước tốt, đầu tiên phải thoát nước tốt đã. Sau đó là dùng phân hữu cơ cho ăn dần dần. Đặc biệt là Sumago, chúng ta hòa loãng chúng ta một tuần, 10 ngày chúng ta lại nhắc lại tưới một lần. Đấy, sau nó hồi phục rồi bắt đầu ta mới cho phân hóa học, cho ít thôi. Được chưa? Đấy, giảm phân hóa học đi. Đấy là giải pháp đối với bệnh vàng lá thối rễ trên cây na, để chúng ta có cái giải pháp phòng trị nó. Được chưa? Anh thỏa đáng chưa? Rồi, còn báo cáo anh là cái ruộng của anh, cái vườn na của anh trồng ở trên đất ao ấy. Tại sao mà đến năm thứ tư, thứ năm, thứ sáu bắt đầu nó bị như vậy? Thì nó cũng bị cái vàng lá thối rễ này. Thứ nhất là do cái đất của anh nó là cái đất đồi. Anh mang ở trên đồi hoặc mang nơi khác xuống, đất đấy tôi gọi là cái đất chết. Đất đấy nó không có vi sinh vật. Đấy, cái thứ hai nữa là của anh là đầu tiên thì nó còn cao được thế này. Sau 1-2 năm nó lún xuống một tí. Nên là lún một tí thì cái rễ của anh nó lại tụt xuống một tí. Nên ra được cái rễ mới nào nó cắt cụt cái rễ đấy đi. Được chưa? Thì nó cũng sinh ra cái tình trạng như thế này. Cái đất chết ý, là cái đất mà không có vi sinh vật, cái độ pH nó rất chua. Anh ạ, anh cải tạo lại giúp chúng tôi để cho nó thoát được cái nước, nó không bị trì. Và cái nguyên nhân thứ ba nữa cũng là từ cái việc nó đọng, nó trì như vậy, nó không có vi sinh vật như vậy, thì cộng với lại cái nước mưa nó lún xuống, nó đọng xuống, nó tích tụ nước lại. Đấy, nó gây ra nẫu rễ như lúc nãy chúng ta đã xem cái hình ảnh đúng không ạ?